Sau một buổi nhận định về hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, chiều nay 11 tháng 4, hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội: tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo hội đồng xét xử, hành vi sai phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác đã làm ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức tín dụng, an ninh tiền tệ và gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, đồng thời làm ảnh hưởng, suy giảm đến uy tín của Đảng, nhà nước đối với nhân dân hầu hết các khoản vay của bà trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh pháp tại ngân hàng scb được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau mỗi khi cần rút tiền của scb bà trương mỹ lan chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng scb phối hợp câu kết với lãnh đạo của tập đoàn vạn thịnh pháp tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống để hợp thức đưa các cá nhân được thuê nhờ đứng tên khoản vay đứng tên tài sản đại diện công ty ma ký vào hồ sơ vay vốn khống hồ sơ thế chấp căn cứ vào kết quả điều tra và quá trình tranh tụng tại tòa hội đồng xét xử xác định thiệt hại của ngân hàng scb thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan là hơn 498.000 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm về 1.284 khoản vay khống là phương thức, thủ đoạn để bị cáo này chiếm đoạt hơn 677.000 tỷ đồng của SCB tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt bất động sản liên quan đến Trương Mỹ Lan, bao gồm biệt thự cổ 112 Võ Văn Tần, quận 3 nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp chung buộc bị cáo Lan chấp hành hình phạt tử hình. Bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc Ngân hàng SCB bị hội đồng xét xử tuyên mỗi bị cáo 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tù trung thân về tội tham ô tài sản tổng hợp hình phạt buộc mỗi bị cáo chấp hành là trung thần. Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo còn lại.